Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đã tham dự Ngày hội trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2023. Sau 5 năm triển khai, Ngày hội trí tuệ nhân tạo Việt Nam đã trở thành sự kiện khoa học tin cậy, thu hút sự quan tâm của đông đảo cơ quan quản lý, tập đoàn công nghệ, đơn vị nghiên cứu cùng chung tay thúc đẩy sự phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam. Trong khuôn khổ ngày hội đã diễn ra 3 hội thảo với chủ đề về giải pháp AI trong các lĩnh vực đời sống như xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tài chính, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, tương lai của trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong doanh nghiệp. Những chủ đề mới nhất liên quan tới việc áp dụng AI trong các lĩnh vực của cuộc sống đã được đưa ra thảo luận nhằm gợi ý, đề xuất từ thực tế hoạt động của doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu. Từ đó, các nhà quản lý có những giải pháp và định hướng để góp phần hình thành và phát triển một hệ sinh thái AI bền vững tại Việt Nam. Các sản phẩm trí tuệ nhân tạo cho chúng ta thấy tiềm năng và khả năng đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội. Sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm không phải là một lựa chọn, mà phải là một nhiệm vụ của cộng đồng, các nhà phát triển, các nhà triển khai công nghệ trí tuệ nhân tạo và người dùng. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta ban hành quyết định số 575 về việc chương trình nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo giai đoạn 2020-2030 với mục tiêu đưa thành phố trở thành một trong những trung tâm của Việt Nam và khu vực về nghiên cứu và triển khai chuyển giao các ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Tại ngày hội, khách tham quan có thể ghé đến các gian hàng giới thiệu, trải nghiệm các sản phẩm AI nổi bật của gần 30 đơn vị trong nước và quốc tế, cùng tìm hiểu về sự phát triển, các ứng dụng và tương lai của AI. Chúng tôi chuyên cung cấp những giải pháp và hệ thống quản lý dành cho nhà máy thông minh. Hiện nay ở Hàn Quốc cũng như thế giới đang rất quan tâm đến vấn đề tiết kiệm năng lượng, nên công ty chúng tôi đã đưa ra giải pháp giảm thiểu năng lượng ở nhà máy, quản lý năng lượng thông minh bằng hệ thống FEMS, điện toán đám mây cloud và ứng dụng chuyển đổi số. Chúng tôi chuyên cung cấp những cái dịch vụ và giải pháp về IT. Chúng tôi mang đến là hệ thống về quản lý về nhận diện khuôn mặt. Đó thì chúng tôi hoàn toàn tự chủ, thứ nhất là về thiết bị và thứ hai là về hệ thống qua phần mềm để quản trị. Và từ đó thì sẽ giúp cho các cái hoạt động quản lý nhân sự cũng như là quản lý ra vào của công ty được hiệu quả hơn. Thưa quý vị, với chủ đề Ngày hội trí tuệ nhân tạo Việt Nam sức mạnh cho cuộc sống, ngày hội hôm nay đã tái hiện toàn cảnh những bức tranh về những nghiên cứu ứng dụng cũng như những thay đổi trong cuộc sống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Và có thể nói ngày nay trí tuệ nhân tạo đã tác động tích cực đến rất nhiều những lĩnh vực trong cuộc sống như y tế, giáo dục, tài nguyên môi trường, giao thông và tất cả những lĩnh vực khác.